Mới đây tại Hà Nội, Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an, Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn EFEC và Export Survey tổ chức họp báo về triển lãm và hội thảo quốc tế về quốc phòng an ninh tại Việt Nam 2019, DSE Việt Nam 2019. Theo ban tổ chức, tham dự triển lãm có hơn 200 thương hiệu, 7 khu gian hàng quốc gia đến từ Nga, Ukraine, Mỹ, Pháp, Singapore, Ấn Độ và Israel. Và hai khu gian hàng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Việt Nam, DSE Việt Nam 2019 là dịp quảng bá các sản phẩm công nghiệp quốc phòng do Việt Nam sản xuất với các đối tác nước ngoài, giới thiệu hình ảnh và vị thế của quốc phòng và an ninh Việt Nam tới cộng đồng quốc tế, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận nhiều loại trang bị, công nghệ tiên tiến trên thế giới, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ quốc phòng và an ninh mới từ các nhà sản xuất, chuyên gia quốc tế hàng đầu ngay tại triển lãm. DSE Việt Nam 2019 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội.